Bằng những chính sách đãi ngộ cho người lao động, vì vậy trong những năm qua, hầu hết các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tạo được niềm tin đối với người lao động, thu hút và giữ chân được người lao động, gắn bó với công việc dài lâu. Nhân tháng công nhân 2015, mời quý vị cùng nhóm phóng viên chúng tôi đến thăm hai doanh nghiệp tiêu biểu qua phóng sự sau. Tuy mới gắn bó với công ty cổ phần may Đà Lạt được một thời gian ngắn, nhưng nữ công nhân Văn Tình Joanne tỏ vẻ phấn khởi khi được làm việc ở môi trường này. Với mức lương khởi điểm trên 3 triệu đồng một tháng, được hưởng đầy đủ các ưu đãi và quyền lợi của người lao động như những người làm việc lâu năm. Điều này khiến cho chị yên tâm hơn với công việc. Em thấy công việc ở đây cũng phù hợp với em. Nói chung là cũng phù hợp với mọi lứa tuổi nữa. Chế độ ở đây cũng tốt. Theo bà Đinh Thị Loan, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May Đà Lạt, một trong những chính sách thu hút người lao động, ngoài trả tiền lương ngay từ những tháng đầu thử việc, thì công ty còn thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động, đồng thời hỗ trợ cho người lao động khó khăn có nơi ăn ở. Song song đó, công ty còn chăm lo đến đời sống tinh thần của người lao động, như hàng năm tổ chức đi tham quan, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi lành mạnh, góp phần vào việc rèn luyện sức khỏe của người lao động, tạo sự gần gũi giữa các bộ phận trong công ty, giữa lãnh đạo với người lao động. Vì vậy, hàng năm công ty cổ phần may Đà Lạt đều duy trì được số lượng người lao động ổn định trên 500 lao động, với mức lương trung bình từ 3,7 triệu đến 7 triệu đồng một tháng. Năm nay chúng tôi là có một cái chủ trương của ban giám đốc và sự chỉ đạo của hội đồng quản trị là bằng một cách là giảm giờ làm việc. Thay vì là chúng ta làm việc giãn ca một tiếng thì giờ cố gắng làm trong giờ thôi để giảm cái giờ làm việc, và đồng thời là giúp cho người lao động có thêm cái nhiều công việc hơn để cho họ là có được cái ổn định trong cái thu nhập. Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Olam Việt Nam đóng chân ở xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, chuyên sản xuất chế biến cà phê, cũng là một trong những đơn vị điển hình ở Lâm Đồng trong việc quan tâm đến quyền lợi của người lao động. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế đang gặp khó khăn, nhiều đơn vị doanh nghiệp cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Với chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Olam Việt Nam, huyện Di Linh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, để tạo niềm tin của người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đơn vị cũng luôn xác định đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động là ưu tiên hàng đầu. Hiện chi nhánh này đang tạo việc làm ổn định cho trên 80 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông trên địa bàn huyện Di Linh, với mức thu nhập bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Đồng thời, người lao động được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và hưởng các chế độ khác theo quy định. Công việc ở đây thì nói chung là giải quyết được cái công ăn việc làm cho lao động địa phương rất là tốt và thu nhập rất tốt cho nông dân chúng tôi đấy. Qua những cái năm qua thì thực hiện với các cái chế độ chính sách rất là tốt, ví dụ như bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại, cũng giống như tổ chức các ngày lễ, ngày Tết 30 tháng 4, 1 tháng 5 cho công nhân. Như công nhân đây là một cái tháng 5 là về tháng của công nhân, thì công ty cũng có những cái chương trình hoạt động rất là cụ thể, đặc biệt là tuyên truyền về cái chế độ chính sách cho người lao động tại đơn vị. Ngoài ra thì công ty cũng có dành một cái khoản kinh phí để mà hàng năm để cho vấn đề về chăm sóc cho người lao động. Đó chỉ là hai doanh nghiệp tiêu biểu trong số rất nhiều các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm đến quyền lợi của người lao động. Với sự chăm lo đến người lao động, qua đó giúp họ chuyên cần hơn với công việc, không chỉ tạo được niềm tin, sự gắn bó lâu dài mà còn góp phần cho các đơn vị doanh nghiệp ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp hơn.